Hỏi tại sao tàu điện từ STCM làm hết ùn tắc giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều thành phố lớn trên thế giới? Chấm hỏi. Đáp: hệ thống tàu điện từ STCM mở ra một loại hình giao thông vận tải công cộng số lượng lớn, giảm tải mạnh các loại đã có, nhất là ở những vùng sông nước có kênh rạch chằng chịt, làm hết ùn tắc giao thông như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều thành phố lớn khác trên thế giới.